Em xin chào tất cả anh chị em ngày mới tháng mới của đầu tháng mùng 1. Hôm nay là sáng mùng 1 này. Sáng mùng 1 tháng 12, chúc mọi người tháng mới có nhiều may mắn mới, nhiều nhiều sự như ý nha nhé. Vạn sự như ý chứ nhiều sự gì. Rồi sáng hôm nay em vẫn lên áo len và một lô cuối của like này. Tức là con áo này em để like nhưng mà em bận luôn cho nó mới một chút. Con áo này thì phù hợp với anh em 55 kg này. Nhưng mà năm bữa nay lên được chắc lại được 60 rồi. Là em bận con này nâng này. Trời ơi bao nhiêu ngấn là nó lôi hết. Con này đặc biệt nó lại có cái dây kéo cổ nữa. Dây kéo cổ là phù hợp. Áo len nha, con này của Mỹ. Nói của Mỹ không biết chưa kịp có tem luôn á. Ở trên là có miếng đắp này. Chiều dài là 70, bề ngang là 50, năm mấy ta, 51, 50, 51 thì tương đương size size M hoặc size small cũng được. Anh em bận thoải mái thì 55, 60 kg, 55, 60 kg. Đây đang rộng nhưng mà em bận như vậy nó ôm sát rồi này, 55, 50, 55 đi. Em bận như vậy là em 55 và 60 rồi, 55 60 kg. Và bận body là 70 kg nha anh em. Còn con áo này thì áo của nam nó dài mà em lật lên nè. Đây, ống tay của nó là ở ngay cái cổ tay này, nó có chỗ để đặt ống tay như thế này này. Rất là đỉnh nha. Và em thì em lật lên như thế này. Ok nha. Mấy cái mẫu này, mấy cái chỗ này là nó may kiểu này, nó không kiểu này chứ không phải rách đúng nha anh em. Rồi con này ai mà chốt thì mở hàng đầu like giùm em 750 mà 32. Áo này em duyệt rồi đó. Em duyệt rồi đó. Nhưng mà nó dài nha. Nó dài tới 70 á. Do là em bận thì em bận em cứ xọt tay vào túi như thế này thì nó lật lên chút. Em bận thì hơi dài ha. Hơi dài. Rồi tiếp tục. Tiếp tục của like này nữa là cái con áo này hôm qua ông xã em có bận á. Con này đẹp lắm. Nó mà không bị gì thì hơi bị đỉnh luôn. Nhưng mà căng ra là nó bị lủng. Căng ra là nó lủng mà mình nhìn thì không có thấy. Vậy anh em chỉ đưa kim á, kim níu cái sợi sợi này lại này là nó sẽ không bị rách nữa. Đó nó lủng mới lộ. Bán giá lủng nha. Cái tem của nó này, con này không biết nước nào luôn á. Mark in England là của nước nào anh em? Em để England là em lại nghĩ là của Mỹ à. Size số 4. Con này độc nhất vô nhì, được có con này thôi. Và bề ngang vai của nó là 50, 50 là 70 kg. 7 đến 80 kg là body, dài áo là 69. 70 đến 80 kg là body, còn bình thoải mái là 6 65 đến 70. Rồi ai ưng chốt giùm em 650 mã 32, áo này nó bị lủng rồi nha. Anh em để giùm em lủng rất là nhiều lỗ nhưng mà mấy cái này bằng len móc thì mình móc lại được, không có sao. Chứ nó mà không có bị lủng rồi con này không có cái giá này đâu ạ. Tiếp con này màu xanh đen, con này anh em về anh em gỡ giùm em mấy cái bảng này nhé, mấy cái tem này mà gỡ ra đi, nó là màu xanh đen. Đó. Vai của nó là 46 47, là 670 kg, dài áo 70, cao trên 1m7 anh em. Con này là 60 65 bình thoải mái, 70 75 bình body, 70 80 là bình body, 70 80 là bình body, mới 96% ha. Rất là đẹp. Mấy cái tem này không ưng gỡ ra giùm em này. Rồi chốt giùm em 600.000 mã 26. Mã 26. Tiếp một con màu rêu, con này là màu rêu. Đỉnh chưa? Con này là len mỏng nha. Con này là vai 56 và dài áo là 70. Anh em tự tin thì trên 1m7, mà không tự tin thì dưới 1m7, 70 mà chưa tự tin thì nghe. Đó, cái này là nó nhẹ hơn sợi nhỏ nha anh em. Gọi là len len nhuyễn á. Mà size medium, con này của Mỹ à.
Cymerium của Mỹ nha. Cái cổ này là cổ anh em không có mở được. À, có nút mở này. Với cái nút này em có thể mở sâu xuống ha. Cũng là cổ tim luôn. Chốt giùm em 650 mã 27 96% mới lắm. Sợi to này, sợi to, sợi nhỏ này. À, nó khác nhau nha em. Chốt giùm em mã 27 650. Có con này màu xanh đen nữa này. Tem vẫn còn lủng lẳng ở trên áo nha em. Con này là của nước nào? Mexico, đúng rồi, hồi nãy là con kia là ấy, con này của Mexico này. Mexico mà lại tem này, may tem cờ của Mỹ, chắc là ông này liên doanh hoặc là ông này là đóng binh tại Mỹ à. Vai 58, dài áo là 68, hay nữa là áo này của Mỹ nhưng mà nó đóng binh tại Mexico. Rồi, hồi nãy em đo bao nhiêu rồi ta? Đo lại chiều dài nhá, dài áo là 65-66. Thì anh em tự tin thì trên 1m7, không tự tin dưới 1m7. Bề ngang là 62, 62 là 80kg rồi. Anh em bận thoải mái thì 70-75, còn bận body là 80-90kg nha. 80-90kg nha. Nói chung con này anh em bận 70-80kg là đẹp nhất. 600.000 mã 29. Đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Em trời nóng mà em bận con áo này em like điều một chút thôi chứ bận like nó sốt ra luôn á. Nó vưỡi luôn á. Tiếp con này màu này hơi bị độc. Màu này nó gần giống màu này nhưng mà nó đen, nó đậm hơn như quần mờ nó mốt á. Cái màu xanh mà xanh đậm á. Con này cũng của Mỹ luôn á, hay là của Pháp. Size 42. Size 42 thì 5584 100 won. Con này của Mỹ chứ không phải của Pháp anh em ơi. Con này đẹp lắm này. Ai có tuổi bận con này chững chạc mà nó đẹp lắm. Vai của nó là 52. 52 là 80kg rồi. Dài áo là 80, quá dài luôn, dành cho anh em cao trên 1m74 đến 1m8 luôn. Rồi 96%. Còn số ký á, thì anh em 70, à anh em 80kg. Anh em coi cái dáng của nó này, 70, 80, 90 được luôn, 3 size này. Ai vừa size nào cũng chơi được hết. Nhưng mà ai có cái bụng to như em thì là phải né ra nha. Đó, anh em nhìn em đây là anh em biết này. Thấy chưa? Này không phải. Nhưng mà có cái bụng lồi ra, cái nào lồi ra đây đây. Anh em nhìn thấy cái chỗ thấp này này. Cái nào lồi ra là nó lòi luôn á. Cho nên là mình bận muốn nó đỡ lòi thì bận nhẹ. Bận ốm hơn một chút. Còn muốn không lòi thì bận muốn lòi thì cứ quất hết đát cho em. À, nhất là anh em nào có cái thân hình mà tập gym mấy múi gì đó. Quất khoe ra cho em. 650 mã 28 96%. Điện thoại reo dưới ba ơi. Tiếp con này màu đen này. Màu đen thù lùi luôn. Vai của nó là 51-52, tức là 80kg trở lên. Dài áo là 70, tự tin là cao trên 1m7 nha anh em. Còn anh em bận thoải mái này là 65-75. 65-70kg là bận thoải mái. Còn bận body là thôi con này 80 không có được đâu. 65-70kg là bận thoải mái. Còn 80kg là body thôi. Rồi ai ưng chốt giùm em con này 600.000 mã 31 đẹp lắm nha. Trời ơi em thấy nhìn này em nghiền lắm rồi á. Chỗ em nói chung là nó lạnh thì có lạnh nhưng mà nó không có lạnh lắm. Chứ em mà quất mấy con này thì phê luôn. Chắc chắn em sẽ chôn một con màu đen lúc đầu là em thích con màu đen lúc đầu đó. Con này hôm qua. Tiếp con này cũng là màu xanh đen, màu xanh kiểu xám xám. Chỗ này là màu xám xám này, không? Đẹp không? Quá đẹp. Con này là vai 53 là 80kg.
dài áo là 64, tốt hơn hết anh em bẩn dưới 1m7 cho em. 1m7 cho em. Con này là 70 thoải mái và 8-90 là body. Nói chung là nó cũng 3 size 7-8-9. 500.000 mã 22. Tiếp con này màu nâu này. Con này màu nâu. Cái cổ nó lên thành cổ lọ luôn nhá anh em. Ở trên này là cái nút anh em mở lên mở xuống cho em. Quên con kia chưa có đọc. Con này là size small nữa. Size medium, con này của Mỹ luôn này. Cái vai của nó là 55 là size large, nhưng mà thực ra nó to ở trên, khúc ở dưới nó không có to. Dài áo 71. Ở trên này size large này 55 là nó phải là 80-90kg đúng không? Nhưng mà mình bệnh là 80kg, 70-80kg thôi. Nhưng mà chiều dài áo này anh em bệnh cho em là chưa được 1m7 ha. Chiều dài cao 1m7. Cao 1m7 ok. Rồi chốt giùm em là 650 mã 20. 650.000 mã 20 màu nâu nha. Màu nâu. Con này màu đen này. Con này màu đen mà len nhuyễn luôn. Ở đây có cái tem mà nó đứt mất rồi, không đọc được nữa. Bán giá này là giá ngang ngang rồi đó. Vai 49 là 70-80kg, dài 70. 70 thì cao 1m7. Tùy anh em chọn, thích là 1m7 cũng được, dưới 1m7 cũng được. Rồi đều và đẹp. 70-80kg là body, 80-90 trở lên là body. 500.000 mã 21. Con này màu rêu nha anh em. Màu xanh rêu. Xanh rêu này nó hơi nhạt nhạt hơn xanh rêu này một chút. Đúng không? Nó cũng là màu xanh rêu nhưng mà nó hơi nhạt hơn một chút. Vai của nó là 49-50. Con này của Đức à ta? Dài áo là 70-72. Nếu mà đo cả cái phần này là 72, còn không là 70. Bên này có vai cờ Đức này. Trong này là size 46, nó chắc là của Đức. Con này của Mỹ, con này là của Đức. Rồi con này là sợi len to nha anh em, sợi len to mà len này. Nó khác nhau nhé. Rồi con này là 70-80kg là đẹp, đẹp nhất. 70-80kg là đẹp nhất. Nó là 70-80 và 90 vô tư nha anh em. 3 size luôn. Rồi ai ưng thì chốt giùm em. Con này giá là 600.000. Mã 23. Mã 23. Một con màu xanh đen này nha anh em. Con này bị ngang nhìn vậy như to lắm này. Vai tới 61. Dài áo là 77 ạ. Con này là nếu mà bệnh thoải mái là 80kg. Thoải mái là 75-85. Còn bệnh body là 90-95kg. Nó là AS. Ở trong này nó chỉ có tem là chữ AS thôi nè. Rồi chốt giùm em 500.000 mã 25. 500.000 mã 25, mới và đẹp nha anh em. Mới và đẹp, nói chung lô này là hơi bị đỉnh luôn. Anh em tranh thủ chốt cho mình một cái nha. Rồi con này màu xanh đen này. To, nhìn vậy chứ to lắm. Nhìn vậy ở trong này còn có một lớp áo len, mà trong này còn có một cái lớp lót nữa đây. Tức là thành hai lớp áo len này nha anh em. Con này là vai 57, tức là 90kg rồi đó. Dài áo là 68. Ai 80kg là bệnh thoải mái và 90 là body, chốt cho em con. 500.000 mã 24. Cái chiều dài thì anh em tự di dịch nha. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em tước mồ hôi rồi. Chốt cho em và hẹn anh chị em trưa nay vào lúc 11 giờ mình tiếp tục giao lưu nha anh em. Trưa nay lại không có online nữa đâu, chỉ duy nhất hai like này thôi. Anh em nào tận dụng thì chốt, còn không là không còn anh em. Em cảm ơn và bye.